dân vận tốt, cảm hóa tốt, hòa giải tốt, giảm trộm cắp, giảm cờ bạc, giảm tệ nạn ma túy. Đó là những tiêu chí của câu lạc bộ Ba Tốt Ba Giảm ở xã vùng sâu An Quảng Hữu, huyện Trà Cú của tỉnh Trà Vinh. Qua gần 2 năm hoạt động, câu lạc bộ đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần vào việc bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương và xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhìn đôi tay thoăn thoắt cớ sắt, ít ai nghĩ rằng người đàn ông này đã từng có thời gian sa vào tệ nạn cờ bạc. Thế nhưng nhờ sự cảm hóa động viên từ câu lạc bộ Ba Tốt Ba Giảm của xã An Quảng Hữu, anh Hải giờ đây đã bỏ cờ bạc, tập trung phát triển kinh tế giúp đỡ gia đình. Lúc đó thì nói chung hội đồng mê chơi, cái mình bỏ công an chuyện làm đó, rồi cái từ từ cái mất mối mang hết trơn. Rồi sau là nhờ mấy anh công an xã rồi lên tới lui á, mấy anh phiên. Rồi em thấy mấy anh phiên cũng đúng thôi, thế vậy em bỏ chơi, em không có chơi nữa. Rồi em cũng có hỏi ảnh như có cái nguồn vốn là như mình hỗ trợ vậy đó, mình sắm đồ cho nó đầy đủ, đang mình làm với cho bằng người ta. Là xã vùng sâu, cách trung tâm huyện Trà Cú khoảng 15 km, An Quảng Hữu có 10 ấp với trên 15.000 nhân khẩu, trong đó có 45% là đồng bào dân tộc Khmer. Đa số người dân sống bằng nghề nông, tỷ lệ thanh niên lêu lỏng, không tu chí làm ăn cũng khá nhiều. Đầu năm 2021, An Quảng Hữu được chọn là xã điểm để xây dựng câu lạc bộ Ba Tốt Ba Giảm, nhằm xây dựng nền an ninh nhân dân, ổn định an ninh trật tự và góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương. Qua trao đổi thì mình cũng cố gắng mình động viên, khích lệ họ, cảm hóa họ để cho họ hòa nhập lại với cộng đồng. Rồi đối với hội phụ nữ thì nếu mà có điều kiện thì vẫn hỗ trợ cho họ để họ tiếp tục mà họ phát triển kinh tế. Xã ở đây là coi như là 50-50, vừa người Kinh và người Khmer đang xen lẫn nhau. Cũng có này kia thì chúng tôi đã có phân loại hết từng loại đối tượng, mà đặc biệt An Hữu nó có cái người uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer. Các loại đối tượng này nếu mà thấy khó khăn thì tôi giao cho ban quản trị chùa hoặc là người có uy tín để cảm hóa họ. Mô hình này cái hiệu quả của lực lượng công an xã là ở chỗ gần dân là nhiều hơn. Tại mình thường đi tiếp xúc thì qua đó thì được nhân dân tin tưởng và đóng góp cho mình nhiều cái thông tin quý báu trong cái vấn đề đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Từ những mô hình như thế này, tình làng nghĩa xóm được gắn kết, những khác biệt, vấn đề trong cuộc sống cũng được giải quyết kịp thời. Nhiều con em trong các xã ấp đã được vận động, cảm hóa để sống tốt hơn, chí thú với công việc. Đây cũng là tiền đề để huyện Trà Cú triển khai mô hình hiệu quả của câu lạc bộ Ba Tốt Ba Giảm ở xã An Quảng Hữu ra các xã khác trên địa bàn.